Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2016, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Vi Dung. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý. Các tour du lịch vùng núi cao trở thành lựa chọn của nhiều cư dân thành phố trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới. Người hùng của thể thao Việt Nam Hoàng Xuân Vinh giao lưu với 100 thủ khoa xuất sắc của thủ đô về khát vọng chinh phục đỉnh cao, về giá trị của sự khổ luyện để hướng tới thành công. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, gặp gỡ Ninh Dương Lan Ngọc, cô cám ấn tượng trong tấm cám chuyện chưa kể và hành trình thay đổi từ hình tượng mộc mạc đến hiện đại gợi cảm hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thuộc dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Theo đó, thì từ tháng 8, người tiêu dùng có thể kiểm tra được nguồn gốc của thịt heo nhờ vào smartphone. Theo đó, thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý thịt heo ứng dụng công nghệ thông tin từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017 và chính thức hoạt động vào tháng 3 năm 2017. Với hệ thống này, người tiêu dùng có thể dùng điện thoại thông minh để kiểm tra nguồn gốc thịt heo. Được biết, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đề án này. Mục tiêu của đề án là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển và kinh doanh trên địa bàn thành phố, bảo đảm sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Đề án có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo từ cổng trang trại đến người tiêu dùng. Giai đoạn 2 là kiểm soát từ khi heo được sinh ra đến khi xuất chuồng. Các chuyên gia đánh giá du lịch biển miền Trung sẽ chưa thể phục hồi ngay, nhất là trong năm nay. Vì vậy, để đối phó với tình hình này thì tỉnh Quảng Bình đã chuyển hướng du lịch. Thay vì là đặt trọng tâm vào du lịch biển như là mọi năm, địa phương này đã chuyển hướng sang phát triển du lịch tại các di sản thiên nhiên thế giới, du lịch sinh thái văn hóa tâm linh. Và bước đầu thì hướng đi này đã ghi nhận được những kết quả tích cực. Khu du lịch Động Thiên Đường, tỉnh Quảng Bình. Trái với cảnh vắng lặng của biển Nhật Lệ, những ngày này khách du lịch tấp nập ghé thăm, đặc biệt là du khách nước ngoài. Tôi đến từ châu Âu. Tôi đến đây để khám phá phong cảnh Việt Nam và cả con người Việt Nam nữa. Tôi thích thiên nhiên ở đây, những hang động và thiên nhiên hùng vĩ. Tôi nghĩ Quảng Bình cứ thế này mà phát huy thôi. Chúng tôi yêu kỳ nghỉ này. Quá đẹp. Chúng tôi ở đây 2 đêm rồi và rất yêu thích nơi này, yêu thích con người và yêu thích cả bầu không khí nữa. Xác định lợi thế không chỉ có du lịch biển, Quảng Bình còn sở hữu nhiều hang động cùng di sản thiên nhiên thế giới như di sản Phong Nha - Kẻ Bàng. Để kéo khách đến với những địa điểm này, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều ưu đãi như giảm 30% giá vé tham quan 3 hang động là Phong Nha, Tiên Sơn và Thiên Đường đối với khách lưu trú tại địa phương từ nay đến cuối năm. Các khách sạn cũng đăng ký giảm giá từ 20 đến 40%, các nhà hàng giảm từ 10 đến 20% so với giá niêm yết. Chính sách mà giảm giá 30% cho khách lưu trú tại tỉnh Quảng Bình. Cái chính sách này thì nó kích cầu, có tác dụng kích cầu rất lớn và đã mang du khách quay trở lại với tỉnh Quảng Bình. Chuyển hướng kịp thời, chính vì thế, dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố môi trường biển, đến nay tình hình đón khách du lịch tại Quảng Bình vẫn khá khả quan, đặc biệt là tại các điểm du lịch tâm linh, di sản thiên nhiên. Chúng tôi xác định rằng là cái du lịch Quảng Bình ấy, là đặc trưng nhất đó là du lịch hang động. Và đặc trưng nhất là đó là du lịch sinh thái ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Và chính vì vậy cho nên là ngoài cái việc mà giảm giá vé tham quan các cái hang động đá thì chúng tôi đã tập trung để mà phát triển du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Và riêng trong 7 tháng vừa rồi thì điều đáng mừng rằng là cái khách du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng tăng trưởng là 35%. Trong đó đặc biệt là khách nước ngoài là tăng trưởng 40%. Và có thể nói rằng là cái trái tim du lịch Quảng Bình đó là Phong Nha - Kẻ Bàng và lâu dài là Phong Nha - Kẻ Bàng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết, đẩy mạnh du lịch tâm linh, du lịch lịch sử và các di sản thiên nhiên thế giới không chỉ giúp tỉnh vượt qua khó khăn hiện nay do du lịch biển mất khách,
mà còn giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, cán đích 6 triệu lượt khách, góp 20% vào tổng GDP toàn tỉnh trong năm 2020. Hiện Quảng Bình vẫn đang tập trung cải tạo cơ sở hạ tầng, lên kế hoạch mời gọi nhà đầu tư triển khai các dự án về du lịch, đầu tư vào thế mạnh tiềm năng mà tỉnh này được thiên nhiên ưu đãi. Hôm qua, người hùng của thể thao Việt Nam Hoàng Xuân Vinh đã có cuộc giao lưu sôi nổi với 100 thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô. Cùng là những người khổ luyện thành tài, miệt mài phấn đấu, sao thủ Hoàng Xuân Vinh và những gương mặt trẻ tài năng đã có cuộc trò chuyện, chia sẻ chân thành về khát vọng chinh phục đỉnh cao, về những khổ luyện để thành công, cho dù thành công có thể không đến sớm như chúng ta mong muốn. Và chính sự nhiệt huyết, kiên trì sẽ là thứ để giúp cho các bạn trẻ duy trì vươn tới đỉnh vinh quang. Trong cuộc trò chuyện, Đại tá Hoàng Xuân Vinh đã chia sẻ với 100 thủ khoa xuất sắc trên cả nước về tinh thần vượt khó, khát vọng hoài bão. Đồng thời, xạ thủ cũng nhắn nhủ tới các bạn trẻ một thông điệp: hãy cứ khát vọng và không ngừng nuôi dưỡng đam mê. Những điều các bạn làm được đã tốt, nhưng đừng say sưa trong chiến thắng. Muốn chinh phục đỉnh cao, hãy tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi. Không có giới hạn là kết thúc. Muốn nói với các bạn trẻ rằng là các bạn hãy ước mơ và đừng bao giờ từ bỏ cái ước mơ của mình. Cho dù các bạn phải gặp nhiều rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc, thì các bạn hãy cố gắng là vượt qua bằng chính mình, và các bạn sẽ thành công. Có thể là thành công đến với bạn hơi muộn. Ngoài câu chuyện của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, chuyện vượt khó của thủ khoa Đinh Xuân Trung và chuyện yêu thích môn bắn súng của thủ khoa Vũ Thu Huyền cũng khiến nhiều người cảm phục. Cái giai đoạn mà khó khăn nhất với em đó là khi mà anh trai em đỗ đại học và em thì lại là đỗ vào chuyên toán của chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình, là em cũng phải đi học xa nhà. Lúc đấy thì gánh nặng nhân lên gấp đôi và mẹ em phải từ quê và ra Hà Nội để đi làm giúp việc, và mẹ phải làm trong khoảng 7 năm, gần 7 năm để nuôi hai anh trai em học hành. Với niềm đam mê thể thao thì em cũng thứ nhất mong muốn và hy vọng sẽ có điều kiện, có cơ hội để tiếp tục tham gia võ thuật cũng như là môn bắn súng và phát triển được nhiều hơn nữa. Là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2016, đã truyền lại cảm hứng cho những người trẻ tuổi, những ý chí và nghị lực vượt khó, vươn lên thành công trong cuộc sống. Quả thật, vinh quang sẽ thật gần cho những ai có khát vọng và không ngừng cố gắng. Giữa tuần qua, Hương Giang Idol hé lộ những hình ảnh thân mật bên bạn diễn nam trong video ca nhạc Em Không Hối Tiếc, dự kiến là sẽ phát hành vào ngày 24 tháng 8 tới đây. Khi mà những hình ảnh này được đưa lên mạng thì đã có nhiều ý kiến phản hồi, đặc biệt là trước những cảnh quay táo bạo có thể gắn mác là 18 cộng của nữ ca sĩ chuyển giới. Đáp lại ngay sau đó thì Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thẩm tra hoạt động phát hành MV này của Hương Giang. Lý do được đơn vị này đưa ra là vì MV bị phản ánh có nội dung hình ảnh trái với giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM kiểm tra hoạt động lưu hành sản phẩm, tiết mục biểu diễn trên mạng. Trong trường hợp phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định số 15 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, lưu hành, kinh doanh bản thu âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu. Ekip của Hương Giang Idol cho biết sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết nhanh chóng vụ việc này, giúp MV phát hành đúng thời gian dự kiến vào ngày 24 tháng 8 tới. Mới đây, việc một nhà trường ở TP.HCM đưa ra quy định không nhận học sinh đồng tính gây xôn xao dư luận, nhưng cũng phải nhìn thẳng vào thực tế rằng đây không phải là lần đầu tiên học sinh thuộc cộng đồng LGBT, tức đồng tính, song tính và chuyển giới bị kỳ thị, phân biệt trong nhà trường. Trường học an toàn và thân thiện với học sinh LGBT là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, trong khuôn khổ Việt Pride Hà Nội 2016, hội thảo Trường học trong mơ vượt qua quy tắc khai mạc vào 9 giờ ngày hôm qua tại số 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, mở ra những trao đổi về cuộc sống trên học đường của các học sinh LGBT tại Việt Nam, đồng thời hướng đến việc thực hành tôn trọng sự đa dạng giới và xu hướng tính dục trong giao tiếp cũng như các quy định của nhà trường. Lần đầu tiên, Khánh Bình nhận ra mình có những điều khác thường về giới tính khi học lớp 8. Thời gian đó, Bình bị các bạn học cùng trêu chọc, chế giễu, nói xấu và làm Bình cảm thấy cô lập, rụt rè và hoang mang. Bình âm thầm tìm hiểu về giới tính và
và dám sống thật với con người của mình. May mắn, sau thời gian dài thì Bình cũng được gia đình hiểu và chấp nhận. Hiện tại, Khánh Bình là trưởng nhóm hoạt động xã hội về LGBT tại Hà Nội. Tổ chức Y tế Thế giới đã loại đồng tính ra khỏi bệnh và nó không phải là một thứ có thể lây được. Nó là những cái mà tự nhiên và bẩm sinh của con người. Và việc bạn sinh ra là đồng tính hay dị tính thì nó đã sẽ quyết định bởi chính bạn và nó không ảnh hưởng bởi người khác. Tuy nhiên là có những người mà họ sống trong cái xã hội dị tính quá lâu, họ được dạy lên là tôi lớn lên phải yêu con trai, tôi lớn lên phải yêu con gái. Và sau này họ có thể nhận ra bản thân mình muộn, thì mình nghĩ là những trường hợp đấy khá là hiếm. Hội thảo Trường học trong mơ vượt qua quy tắc đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT, trong đó có cả các bạn trẻ ở nước ngoài và các bậc phụ huynh. Tại đây, thông qua các hoạt động nhóm, thảo luận, trao đổi về cuộc sống trên học đường của các học sinh LGBT tại Việt Nam, đồng thời hướng đến việc thực hành tôn trọng sự đa dạng giới và xu hướng tính dục trong giao tiếp cũng như các quy định của nhà trường. Là không phải phụ huynh nào cũng có cơ hội để đi tìm hiểu xem đồng tính, song tính, chuyển giới là gì. Thế thì thường thì các phụ huynh sẽ rất tin tưởng vào nhà trường, và nếu như nhà trường nói như thế là bệnh lây nhiễm chẳng hạn, hoặc nhà trường bảo như thế là có vẻ là cùng với nhóm các bạn mà vi phạm pháp luật, thì đương nhiên là phụ huynh sẽ hoang mang và phụ huynh sẽ tin rằng là như thế là đúng. Thì trường học là nơi cần phải xây dựng cho mọi người sự hiểu biết về tất cả những cái bản sắc đa dạng của cuộc sống, và trong đó giới tính là một trong những điều như vậy. Thì thay vì cấm thế nọ thế kia thì lẽ ra trường học nên là nơi để giúp cho mọi người hiểu về người đồng tính, người song tính và người chuyển giới được tốt hơn. Với mục tiêu chia sẻ các mong đợi đối với nội quy trong các nhà trường để có trường học thân thiện và an toàn cho LGBT, Việt Pride 2016 mong muốn góp phần mang tiếng nói để kiến tạo nên ngôi trường đáng mơ ước dành cho tất cả các học sinh. Một cuốn sách bổ ích mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị trong tuần này cùng với chủ đề về nuôi dạy chăm sóc con cái. Quý vị có quan sát thấy rằng hầu hết các cuốn sách nuôi dạy trẻ thì đều tập trung vào các hành vi có vấn đề của trẻ như là không ngủ được, đãng trí, bừa bãi hay là hiếu chiến. Con bạn có phải là một đứa trẻ nhạy cảm bẩm sinh, tính cách phổ biến chiếm đến trong khoảng 15-20% tổng số trẻ hay không? Con bạn có hay là mè nheo, khóc lóc hay là dị ứng với quần áo, màu sắc, nhiệt độ thay đổi và thậm chí là sợ hãi sự mới mẻ? Cuốn sách Trẻ nhạy cảm, 4 chìa khóa vàng nuôi dạy trẻ thành công của tác giả Allen Aaron Aron sẽ giải đáp và giúp cho các bạn đọc trả lời được tất cả những câu hỏi trên. Bắt đầu cuốn sách, bạn đọc phải trải qua 23 câu trắc nghiệm ngắn gọn. Những câu hỏi đó sẽ giúp bạn đọc có thể dễ dàng biết được đứa con của mình, thậm chí là chính bản thân mình có thuộc trường hợp nhạy cảm bẩm sinh hay không. Đây là sự khởi đầu cho hành trình bạn sử dụng cuốn sách này. Cuốn sách được chia làm hai phần khái quát chung về trẻ nhạy cảm, giai đoạn từ thời thơ ấu tới lúc trưởng thành. Thông qua các trường sách phân tích tính cách trẻ và những hướng dẫn tỉ mỉ, từ việc khám phá ra bí mật tiềm ẩn trong tính cách của con cái, giải quyết những vấn đề khiến cha mẹ mất ngủ mỗi đêm, giúp họ có những phương pháp cụ thể để nuôi dưỡng tính cách nhạy cảm của con, và hơn hết, tạo cơ hội để đứa trẻ nhạy cảm phát triển ổn định và hạnh phúc. Việc sinh ra một đứa trẻ nhạy cảm là một niềm hạnh phúc lớn. Hạnh phúc ở chỗ là đứa trẻ khác biệt so với những đứa trẻ khác. Và đây là châm ngôn của cuốn sách này. Để có được một đứa con đặc biệt, cha mẹ phải sẵn sàng đón đứa con đặc biệt đó. Cuốn sách Trẻ nhạy cảm, 4 chìa khóa vàng nuôi dạy trẻ thành công sẽ dạy các bậc phụ huynh cách nuôi dạy con mình để không chỉ trở thành một đứa trẻ đặc biệt mà còn là một đứa trẻ khỏe mạnh, đáng yêu, linh hoạt và hạnh phúc. Từng nổi tiếng là gương mặt điển trai bậc nhất của điện ảnh Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20, Trần Lực để lại nhiều dấu ấn với những vai diễn đầy số phận. Giờ đây khán giả không còn thấy một diễn viên trên phim nữa mà biết đến anh nhiều hơn qua vai trò đạo diễn, giám đốc sản xuất. Sinh năm 1963, Trần Lực giờ đây là một ông bố của ba đứa con nhỏ, Bông, Bờm, Bách. Và sau khi mà tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế, thì Trần Lực được biết thêm với vai trò một ông bố mẫu mực của gia đình. Điều này càng được minh chứng qua nội dung của cuốn sách Chuyện nhà Bông, Bờm, Bách, cóp nhặt lại những cái câu chuyện gia đình của ông bố Trần Lực. Và ngày hôm qua thì cuốn sách này đã được giới thiệu tới đông đảo độc giả. Sáng, khoác ba lô lên vai, Bơm quay sang bố. Hôm nay sinh nhật con á bố? Ừ.
Thế giờ này con sinh ra chưa? Chưa. Thế con ở đâu? Trong bụng mẹ anh chứ đâu. Nhiều chuyện, đi giày nhanh. Bố bị lừa nhá, hi hi. Thế mà bố dám bảo bố mang bầu xong rồi đẻ con ra, hi hi. Đấy, sáng ra đã lý lắc với bố, hích hích. Nói để anh biết, tôi yêu anh và mong anh hạnh phúc vui vẻ. Cũng nói để anh biết, dù có thành công hay thất bại trong cuộc sống, tôi mãi ở bên anh, thoải mái mà sống nhá, anh Bơm. Chúc mừng sinh nhật con trai yêu. Đó là một trong nhiều câu chuyện nhỏ hàng ngày trong nhà Bông Bơm Bách. Chị Bông thì điệu từ khi mới sinh, Bơm thì luôn tò mò với câu hỏi tại sao. Còn Bách là út nhưng hổ báo nhất nhà. Mẹ bị cả nhà gọi là phù thủy cưỡi trổi. Sau bị mẹ mắng nhiều, ba bố con quyết định rút ngắn tên thành phù thủy. Ông bố Trần Lực trong buổi ra mắt sách chia sẻ, cả ngày anh chỉ có khoảng 30 đến 40 phút là chơi với con. Công việc bận rộn vô cùng, song anh vẫn dành thời gian để viết cuốn sách Chuyện nhà Bông, Bơm, Bách dành tặng cho gia đình. Thì cái cuốn sách này thực ra tôi viết là việc đầu tiên là tôi để cho các con tôi đã, để sau này các cháu nó lớn lên, nếu như nó gặp vấn đề gì ở trong xã hội, trong công việc bức xúc hoặc là một cái gì đó kinh khủng khiếp, thì tôi cũng chỉ mong rằng các cháu nó đọc lại để thấy rằng không, cuộc đời này nó đẹp lắm, nó đẹp lắm, cái quãng tuổi thơ đẹp lắm, không có gì mà phải lo nghĩ cả. Đấy, mình đã sống thời gian đẹp nhất rồi thì chẳng có cái gì mà phải lo nghĩ cả. Và chính vì cái cuốn sách này tôi muốn dung hòa cho con tôi sau này nó lớn, nó dung hòa được cuộc sống và chúng nó yêu đời thôi. Cuốn sách này là tập hợp những câu chuyện nhỏ, chủ yếu là các màn đối đáp giữa ông bố Trần Lực với bộ 3B Bông, Bơm, Bách. Văn phòng hồn nhiên, lối kể gần gũi, bởi như ông bố chia sẻ, chúng được viết thật như tình cảm, trái tim anh dành cho ba đứa trẻ. Với bạn đọc, hẳn có thể học hỏi được kinh nghiệm làm bố từ những chia sẻ này. Nếu một gia đình nào mà giống như gia đình tôi, hãy dạy theo cái cách của tôi là gì? Cho con nó thoải mái đi. Đặc biệt là gia đình đông con, hãy cho chúng nó thoải mái đi. Tự do thoải mái đi. Thì chính cái sự tự do thoải mái ấy, nó làm cho bọn trẻ con nó có một cái cuộc sống nó phong phú, nó phong phú kinh khủng khiếp đấy. Và khi nó đã được tự do thoải mái rồi thì chúng nó không có gì phải kèn cựa nhau một cách nặng nề cả. Chứ con tôi nó chỉ kèn cựa nhau chuyện nhỏ nhỏ thôi. Bởi vì những cái việc lớn là tự chúng nó có thể quyết được. Đấy, về bản thân nó tự chúng bé tí đã quyết được rồi. Tuổi thơ thật trong trẻo, đáng yêu. Đó cũng là điều mà bạn đọc có thể thốt lên khi gấp trang sách lại. Chuyện nhà 3B hẳn sẽ khiến nhiều người nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Ký ức tươi đẹp, giống như viên ngọc quý, khiến mỗi người thêm yêu thương cuộc sống và những người thân xung quanh. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo của chúng tôi. Liên Bộ Tài chính Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ các phương án giảm phí BOT tại 29 trạm thu phí trên cả nước, trong đó mức phí dự kiến là giảm từ 10 đến 20%. Động thái này đã nhận được sự phản ứng tích cực từ các doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, ở một góc độ khác thì nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cho rằng đề xuất giảm phí đã thêm một lần nữa chỉ ra những khoảng tối tại các dự án BOT. Theo các chuyên gia, đề xuất trên thoạt nghe thì có vẻ là hấp dẫn, nhưng nếu tính lại thì đây chỉ là biện pháp trấn an dư luận của các đơn vị quản lý nhà nước. Thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng việc giảm phí BOT ở 29 trạm thu phí chỉ nhằm mục đích kêu gọi các doanh nghiệp vận tải sử dụng đường có thu phí. Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng đối tượng giảm chính trong tờ trình là xe tải trọng lớn, xe container chủ yếu phục vụ cho các đơn vị xuất nhập khẩu, cảng biển. Trong khi đó, xe khách, xe tải nhỏ, xe cá nhân lại không được giảm. Do đó, đề xuất trên sẽ không có nhiều tác dụng trong việc ổn định nền kinh tế, giảm thiểu những khó khăn mà doanh nghiệp và xã hội đang gặp phải do tình trạng ra đường là mất tiền như hiện nay. Thưa quý vị, dự báo lợi nhuận của người trồng lúa trong thời gian tới vẫn rất bấp bênh, nhất là vào lúc sự cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu gạo ngày càng gay gắt hơn. Liệu chúng ta vẫn cứ sản xuất lúa gạo bằng mọi giá hay cần có sự lựa chọn thông minh hơn? Câu hỏi này cũng đã được tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn trang 30-31 lý giải phần nào thông qua bài viết với nhan đề Lúa gạo thoái trào, rau quả lên ngôi.
Ngành lúa gạo Việt Nam tuy có sự tăng trưởng vượt bậc về sản lượng, nhưng xét về thu nhập của người trồng lúa, những khoản mà họ trồng chiếm một lượng tỷ lệ khá nhỏ trong chuỗi lúa gạo. Số liệu của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cho thấy từ năm 2011 đến tháng 7 năm nay, giá gạo xuất khẩu có khuynh hướng đi xuống. Trong khi đó, thì ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thời gian vừa qua, ngành rau quả gặt hái được những kết quả xuất khẩu rất ấn tượng, mặc dù nhận được rất ít sự quan tâm. Dự báo năm 2016, kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ cán mức 2,5 tỷ đô la Mỹ, có thể sẽ lần đầu tiên vượt qua kim ngạch xuất khẩu lúa gạo. Và trong mấy chục năm qua, chúng ta quan tâm rất nhiều đến lúa gạo mà chưa chú trọng đến rau quả. Dư địa phát triển của lĩnh vực rau quả còn lớn, cần được tập trung thúc đẩy nhiều hơn nữa. Sau khi báo Tuổi Trẻ cuối tuần đăng bài Bún bò Huế Ủy ban vào số 31 của năm 2016 ra ngày 14 tháng 8, thì bạn đọc vẫn gửi thư đến tòa soạn và nêu những thắc mắc rất cụ thể, chính đáng. Chẳng hạn như là nếu Huế không đăng ký như thế, mai này thương hiệu bún bò Huế rơi vào tay nước ngoài thì sao? Và xin được trở lại về vấn đề này với thể loại báo chí giải thích, một nỗ lực lớn hiện nay của báo chí nhằm cạnh tranh với các nguồn thông tin khác. Thương hiệu theo ngôn ngữ của các nhà quản trị thì chỉ tồn tại trong tâm trí người tiêu dùng. Ví dụ khi nói tới Honda thì nhiều người tiêu dùng Việt Nam nghĩ ngay đến xe máy kèm cảm nhận là bền, chạy tốt, iPhone thì sẽ là sang. Với nhãn hiệu thì ta thường thấy là gắn kèm với các từ như là TM hay là R trong vòng tròn. Nhãn hiệu chưa đăng ký thì ghi TM, đăng ký rồi thì ghi R. Doanh nghiệp dùng từ thương hiệu với khách hàng để xây dựng cái cảm nhận họ muốn có ở khách hàng về sản phẩm hay là dịch vụ của mình. Và họ dùng từ nhãn hiệu với các cơ quan quản lý hay là với giới luật sư. Sau khi mà đăng ký thì quay sang các hoạt động xây dựng thương hiệu rất công phu và bền bỉ. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đâu phải là chủ nhân của nhãn hiệu bún bò Huế. Hơn nữa thì bản thân bún bò Huế đâu phải là nhãn hiệu và đâu có thể dùng để phân biệt với bún bò Đà Nẵng hay là bún bò Phú Quốc. Trong cơ sở dữ liệu thư viện số về sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là 13 nhãn hiệu đã được đăng ký, nhưng mà cụm từ bún bò Huế chỉ là một thành phần của nhãn hiệu, thành phần mang tính phân biệt nằm ở tên và nó không có giá trị như là ủy ban nhân dân của tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn. Về bề dày kiến thức và kinh nghiệm sản xuất cà phê thì Việt Nam chúng ta có thừa, nhưng lại không phải nằm trong ly cà phê của chính người Việt pha chế ra. Cà phê làm từ cái chi, câu hỏi được đăng tải trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn trang 28 và 29. Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu chủ yếu cà phê vối với tên thương mại là Robusta. Chỉ trong vòng 10-15 năm nay, sản xuất cà phê chè Arabica mới phát triển mạnh. Và đến thời điểm này, sản lượng Arabica cả nước ước chừng 60-70 nghìn tấn, trong đó hơn một nửa được sử dụng cho tiêu thụ nội địa. Tuy mạnh về sản xuất Robusta, Việt Nam vẫn phải phát triển cây cà phê chè Arabica vì trong ly cà phê dùng hàng ngày của người tiêu thụ cà phê nhiều nơi trên thế giới, không thể thiếu Arabica. Cà phê Arabica quyết định chất lượng mùi vị của ly cà phê, còn Robusta thường chỉ được sử dụng để phối trộn với Arabica hay được dùng để chế biến cà phê hòa tan. Ở nhiều nước khác với thói quen uống loãng, người uống cà phê dù được pha với tỷ lệ phần trăm Robusta cao, tức là 90% Robusta, 10% Arabica chẳng hạn, thì vẫn không thấy khó chịu. Còn người tiêu thụ Việt Nam thì lại khác, uống đậm hơn, uống đặc hơn nên phải dùng vị ngọt của sữa, đường hay pha tạp với các nguyên liệu khác như là bắp hay đậu nành rang cháy để hóa giải vị đắng và giảm hoạt chất caffeine. Có lẽ đó cũng là nguồn gốc sâu xa của nạn cà phê bẩn tràn lan trên cả nước. Và thực tế khá phũ phàng là người Việt sống trên đất nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất nhì thế giới, nhưng mà lại rất khó để có thể kiếm ra được một ly cà phê được chế biến đàng hoàng, đúng nghĩa của nó. Nhiều dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc nhưng mà vẫn còn chậm so với kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và người dân. Ông Nguyễn Thế Minh, Phó trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc Ban Quản lý Thủ Thiêm đã có cuộc trao đổi với báo Tuổi Trẻ cuối tuần về những thuận lợi và khó khăn của khu đô thị này. Ông Minh cho biết là khu đô thị Thủ Thiêm có vị trí chiến lược kết nối rất thuận lợi với trung tâm thành phố hiện hữu và các khu vực xung quanh. Về tình hình đầu tư xây dựng tại Thủ Thiêm thì dự án 12.500 căn hộ tái định cư đã cơ bản hoàn thành. Về hạ tầng kỹ thuật thì tháng 2 năm 2014 đã khởi công xây dựng 4 tuyến đường chính gồm đường vòng cung, đường ven hồ, đường ven sông và đường trên cao. Theo kế hoạch đến tháng 2 năm 2017 thì phải hoàn tất, nhưng mà hiện còn vướng một số hộ dân chưa di rời nên là kế hoạch hoàn thành có thể chậm lại.
Công ty Đại Quang Minh ngoài việc triển khai và gấp rút hoàn tất đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính thì đang tập trung cùng với tư vấn nước ngoài để nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án quảng trường trung tâm 20 ha và công viên bờ sông 9 ha, dự án khu lâm viên sinh thái thuộc vùng châu thổ phía Nam 150 ha, đồng thời nghiên cứu hoàn tất thiết kế kè bờ để toàn bán đảo Thủ Thiêm. Bài viết tiếp theo sẽ dành cho những khán giả yêu thích bộ môn kịch nói. Các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang sôi sục chuẩn bị cho đề án đưa nghệ thuật truyền thống vào biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội. Kịch mục thì đã được xếp lịch hơn 100 suất diễn, nhưng giới làm nghề cũng như khán giả đang băn khoăn về tính lâu bền của đề án này. Biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát lớn Hà Nội loay hoay tìm cơ chế, bài đăng trên trang 8 báo Kinh tế và Đô thị. Kín kịch mục có lẽ là điều không quá khó với các đơn vị nghệ thuật đang đóng đô trên địa bàn Hà Nội. Thế nhưng, chỉ vài vở để lại ấn tượng, thu hút người xem. Có vẻ như các nhà hát đang bị động với chủ trương đem nghệ thuật truyền thống vào biểu diễn tại nhà hát lớn của vị thủ lĩnh ngành văn hóa. Vẫn biết chủ trương bảo tồn nghệ thuật truyền thống như là hướng đi của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được nghệ sĩ và người yêu văn hóa ủng hộ. Tuy nhiên, Bộ cũng cần định hướng cho các nhà hát chuẩn bị vở diễn xứng tầm với điểm diễn. Và mấy năm gần đây, Nhà hát lớn Hà Nội hoạt động theo hình thức tự hạch toán kinh doanh. Nhiều nghệ sĩ bất bình với cái gọi là xã hội hóa nhà hát lớn. Bởi vì gần đây, đây chính là nguyên nhân khiến nhà hát lớn bỏ quên chức năng chính là biểu diễn nghệ thuật và trở thành nơi cho thuê tổ chức hội nghị, trao giải thưởng của các đơn vị ngoài ngành. Tiếp theo chương trình trong chuyên mục Câu chuyện buổi sáng, chúng ta cùng gặp gỡ Ninh Dương Lan Ngọc, cô cám ấn tượng trong tấm cám chuyện chưa kể và hành trình thay đổi từ hình tượng mộc mạc đến hiện đại gợi cảm hơn. Phụ nữ bờ biển Nga quay về với xu hướng để tóc tự nhiên. Lắng nghe giai điệu của Stronger Together, ca khúc tranh cử đầu tiên của bà Hillary Clinton. Thưa quý vị và các bạn, con đường đi tới thành công thì luôn có nhiều chông gai và khó khăn. Và ngay cả khi người ta đã đứng trước vinh quang, nhưng nếu như không có bản lĩnh, không có định hướng tốt thì lại trở về con số 0. Trong câu chuyện buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay của chúng tôi, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một nữ diễn viên đã từng trải qua những giai đoạn như thế. Đó chính là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Với thành công đầu tay từ bộ phim Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc được coi là một trong những gương mặt ấn tượng của điện ảnh Việt. Thậm chí cô còn được ví là mỹ nhân phù hợp với hình tượng ngọc nữ trong làng điện ảnh sau Tăng Thành Hà. Ngay từ vai chính đầu tiên trong Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc thu về hàng loạt giải thưởng uy tín như Cánh diều vàng, Bông sen vàng. Thế nhưng cái bóng quá lớn từ vai diễn đầu tiên đã khiến Ninh Dương Lan Ngọc mắc chứng bệnh trầm cảm trong thời gian dài 2 năm. Ninh Dương Lan Ngọc chỉ thực sự tìm ra lối thoát cho bản thân khi cô được mời tham dự một bộ phim do Hàn Quốc sản xuất mang tên Chào Cô Thúy. Bước nhảy hoàn vũ năm 2014 chính là cú lột xác ngoạn mục của Ninh Dương Lan Ngọc khi cô giành giải quán quân của cuộc thi. Năm 2015, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong phim Vừa đi vừa khóc, Trúng số. Và năm 2016, Ninh Dương Lan Ngọc tấn công liên tục trên màn ảnh rộng, tấm cám Chuyện chưa kể, Găng tay đỏ, phim Trường Ma với một hình ảnh hoàn toàn mang màu sắc mới, chứ không phải đóng đinh với vai tiểu thư và ngoan hiền như trước đây. Khán giả chính là động lực lớn nhất đối với Lan Ngọc để cô thay đổi xóa bỏ hình ảnh gái quê vốn gắn liền với cô từ ngày đầu lập nghiệp để tiếp cận với những vai diễn mới mẻ hơn. Xin được chào Linh Dương Lan Ngọc và cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian để chia sẻ với khán giả của VTC. Em xin chào chị cũng như là chào đến tất cả các khán giả của VTC. Có thể nói Linh Dương Lan Ngọc ngày càng lột xác về cả mặt hình ảnh lẫn diễn xuất. Phải chăng là đằng sau của bạn có một ekip hậu thuẫn để cho bạn có thể phát triển trong công việc cũng như là sự nghiệp của mình? Vì đến bây giờ thì Ngọc đã tham gia showbiz được 6 năm rồi, nên thành ra là mình cũng hiểu được là cần phải có một ekip để hỗ trợ mình đi được một con đường dài như thế nào. Và ngày hôm nay như mọi người đã thấy là Ngọc có cái hình hài như ngày hôm nay cũng như là những cái hình ảnh sắp tới Ngọc gửi đến tất cả mọi người cũng rất là khác so với Ngọc trước đây. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Ngọc. Từ khi bước chân vào showbiz cho đến giờ thì Linh Dương Lan Ngọc cảm thấy mình thay đổi điều gì là nhiều nhất? Thì chắc có lẽ là cái bên ngoài của mình là thay đổi nhiều nhất. Bởi vì hồi trước thì Ngọc ít khi nào mình chú trọng đến cái diện mạo bên ngoài lắm. Ăn mặc cũng xề xòa, đôi khi cũng không có make up nữa, đều phải tự make up hết. Thì ngày hôm nay thì mình đã biết chỉnh chu hơn để xuất hiện trước mặt mọi người. Tính cách thì thay đổi cũng nhiều, tại vì lúc trước thì
thì Ngọc hơi nhút nhát, là bởi vì mình chưa có quen biết ai trong nghề hết, nên thành ra là mình rất là sợ mỗi khi mà xuất hiện trước event hay là xuất hiện trước đám đông thì mình không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc có lẽ là tự tin hơn rất là nhiều, và Ngọc có thể cởi mở hơn và biết cách cư xử trước ống kính cũng như là trước khán giả của mình như thế nào. Còn điều hối tiếc nhất của Linh Dân Ngọc là gì? Ngọc chỉ hối tiếc là cái khoảng thời gian ban đầu đó mình có một cái cơ hội rất là lớn để cho mình tiếp tục và bước đi được một con đường dài hơn. Nhưng mà Ngọc đã bỏ lỡ cái thời gian đó và mình phải dừng lại 2 năm để mà mình nhìn lại con đường lúc trước của mình đi có đúng hay không, và mình phải tìm kiếm cho mình một cái ekip để hỗ trợ cho mình, bởi vì trong cái nghề này mà mình đi một mình á chắc chắn không thể nào thành công được. Và đó chỉ là những cái điều hối tiếc nhỏ thôi, chứ còn đối với Ngọc khi mà đã tham gia trong nghề rồi thì tự nhiên mình cảm thấy mình được nhiều hơn là mất. 2 năm đấy bạn rút được kinh nghiệm của mình. Cái khoảng thời gian đó thì Ngọc không có tham gia phim ảnh cũng như là không tham gia bất cứ một hoạt động gì của showbiz hết. Mình chỉ ngồi ở nhà, mình coi lại những cái hình ảnh từ khi mà mình bắt đầu cho đến cái ngày hôm đó, mình đã làm được những gì và hình ảnh của mình như thế nào, tại sao nó lại đi theo cái chiều hướng mà không có tốt, rồi những cái tác phẩm của mình đã nhận cũng vậy nữa. Thì tự nhiên mình chợt nhận ra là hình như là mình hơi quá vội vã trong tất cả mọi thứ mà chưa biết được cái cách để mà định hình cái hình ảnh của mình như thế nào. Và đúng là khi mà không định hình được cái hình ảnh thì bắt buộc là mình sẽ đi theo một cái lối mòn, nó càng dần đà đi xuống. Và ngày hôm nay thì đã bắt đầu học được những điều đó, và Ngọc cũng đã chia sẻ những cái điều đó đến những bạn trẻ mà đang bắt đầu con đường nghệ thuật như Ngọc. Phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể là bộ phim mới nhất của Linh Dương Lan Ngọc với vai diễn có thể nói là khác nhất từ trước đến nay. Vậy là bạn phải chuẩn bị tâm lý khi đóng bộ phim này như thế nào? Thì cái vai diễn này là vai diễn ác, nên mình sẽ phải suy nghĩ là mình phải diễn ác như thế nào là hết mức có thể để khán giả có thể cảm nhận được những cái phân đoạn mà mình biểu diễn. Bản thân Ngọc thì Ngọc phải tập diễn tới 3 tuần với chị Vân, nhưng quay thì chỉ có 10 ngày thôi. 10 ngày trong 2 tháng đó cứ phải chờ đợi, cứ phải suy nghĩ là từng phân đoạn mình phải làm như thế nào đây. Rồi mỗi lần mà Ngọc ra diễn á, thì lúc này chưa có được, tại sao mình không có ác được, tại sao cái ác của mình mới diễn bên ngoài mặt thôi mà nó chưa có ở trong. Mà cái ở bên trong của diễn viên là cái quan trọng nhất, và Ngọc cứ phải nuôi từng ngày, từng ngày, từng ngày để mà đẩy được cái bên trong thực sự của mình ra. Sau bộ phim Tấm Cám thì còn một bộ phim nữa đang chờ đón khán giả, đó là Găng Tay Đỏ. Đây là một bộ phim mà Linh Dương Lan Ngọc cũng vào vai diễn khá là ấn tượng. Phải chăng sau khi hợp tác với cả chị Ngô Thanh Vân thì bạn đã thay đổi hình ảnh muốn vào vai đản nữ trên màn ảnh? Mình cũng không tự tin cho lắm đâu, bởi vì mọi người chỉ tin tưởng là bởi vì Ngọc có khả năng múa được nè, có thể theo được. Thì nghĩ là Ngọc khi mà tập hành động thì sẽ không có khó, nhưng mà thật sự mà nói thì chỉ có 1 tháng để tập hành động thôi, nó không đủ. Đến khi mà Ngọc hoàn tất bộ phim đó rồi thì nếu mà cho Ngọc đánh giá thì mức hành động của Ngọc nó chỉ nằm ở mức trung bình thôi, chứ chưa phải là quá tốt. Nhưng Ngọc tin chắc là nếu mà có được cái thời gian dài và đến bộ phim thứ hai thì Ngọc sẽ làm tốt nhất có thể luôn. Nhưng mà ít nhất là mình đã có cái cơ hội để mình thể hiện những cái điều mà chưa bao giờ mình suy nghĩ là mình có thể chạm tay tới. Không chỉ có bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể hay là Găng Tay Đỏ mà bạn còn đang xuất hiện trên truyền hình, đó là bộ phim Nguyệt Thực. Bộ phim này cũng nói về showbiz, về những mặt giả dối trong nghệ sĩ với nhau. Vậy Linh Dương Lan Ngọc đã bao giờ vướng vào việc đó chưa? Chắc là Ngọc may mắn hơn mọi người, Ngọc may mắn hơn cái nhân vật Mỹ Khanh ở trong phim là Ngọc không có bị bạn đồng nghiệp mình chơi xấu. Mình cũng may mắn hơn so với những cái nhân vật ở trong phim là cái cuộc cạnh tranh của họ quá khốc liệt. Nhưng mà đối với Ngọc, showbiz đến bây giờ vẫn là một màu hồng rất là đẹp, bởi vì mỗi người có một con đường đi riêng cho bản thân mình, không riêng gì nghề diễn viên hoặc là trong giới showbiz đâu. Tất cả mọi ngành nghề đều có những cái cạnh tranh riêng của nó. Nhưng mà bởi vì showbiz thì được thể hiện trên mặt báo nhiều hơn nên mọi người có thể chú ý vào nó và có cái sức hào nhoáng mà mọi người lúc nào cũng phải thu hút. Nhưng mà Ngọc tin chắc là ở trong một cái thế giới nào cũng vậy, khi mà mình sống chân thành với nhau thì lúc nào cũng sẽ có những cái tình cảm chân thành đáp lại. Bạn đừng nói không ngừng, nhưng mà không như vậy. Hôm nay còn mặc màu đen hả? Có thời gian mà bạn như bạn đã bắt đầu là 2 năm bạn không mặc đồng phục, tôi nghĩ đó cũng không phải là thành công của bạn. Đó là cái cách mà con đường của mình đi, mình chưa có biết cách đi, thì đối với Ngọc đó là mình phải dừng lại, mình lựa chọn của mình chứ không phải là do showbiz gây ảnh hưởng tới mình. Thật sự mà nói như vậy, còn Ngọc chưa bao giờ bị bạn diễn chơi xấu hoặc là chưa bao giờ mình phải bị những cái lời mời nào nó quá khiếm nhã. Đó là những cái điều mà mình may mắn, chắc có lẽ là mình may mắn là mình chưa bao giờ từng bị như vậy. Nên đối với Ngọc bây giờ là do con người mình sống thôi, nếu mà mình gặp được những cái lời đòi mời đó nhưng mình không muốn thực hiện thì chắc chắn không ai ép được mình. Còn scandal thì sao, mà phải có con người đấy nhỉ?
cái đó thì hơi khó đó, tại vì đến bây giờ thì mặc dù nói là mình sẽ đối diện với nó một cách thoải mái hơn, nhưng mà thật sự rất là khó, bởi vì trăm người cả trăm ý cứ lên mỗi lần mình đọc những cái comment nhỏ, có người khen mình, có người chê mình, có người chửi mình, nó nói chung là nó áp lực nhiều thứ lắm. Nhưng mà đa số là những người nghệ sĩ bây giờ người ta sẽ ít đọc comment lại để mà dễ dàng sống hơn trong cái thế giới này. Khi một người đẹp càng ngày càng nổi tiếng và xinh đẹp thì ngoài có cái ekip hậu thuẫn đằng sau thì có nhiều ý kiến nói rằng là cũng có một sự hậu thuẫn đằng sau khác. Ngọc có đại gia đó, đó là đại gia đình của Ngọc. Nói chung là lúc nào mà mình cảm thấy mình khó khăn nhất, lúc nào mà mình cảm thấy là mình mệt mỏi nhất thì mình sẽ chạy về với lại ba mẹ của mình. Họ lúc nào cũng dành cho mình những cái điều tốt nhất và thoải mái nhất hết. Nên đối với Ngọc là chỉ cần có gia đình thôi là Ngọc sẽ làm được tất cả mọi thứ. Bạn nghĩ sao với cụm từ người đẹp và đại gia? Nghệ sĩ đại gia bây giờ nó rất là bình thường. Tại vì đối với những người đẹp, những người tài giỏi, những người thông minh thì họ có quyền lựa chọn những người đàn ông xứng tầm với họ. Nên từ đại gia đó bây giờ có thể dễ dàng đặt cho một người nào đó mà đi bên bản thân mình. Không nhất thiết là người đó phải là người quá giàu có, nhưng mà đối với mình, họ cho mình đầy đủ và họ cho mình luôn luôn sung túc trong cái sự hạnh phúc đó thì chắc chắn là đó là đại gia của bản thân rồi. Một lần nữa xin cảm ơn Lý Dương Lan Ngọc với những chia sẻ trong cuộc sống cũng như là trong công việc, và xin chúc cho bạn có được sự thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì rất là may mắn bởi vì mình có cơ hội được ngồi đây và chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả về cuộc sống cũng như là những dự án tiếp theo của Ngọc, và hy vọng rằng trong những dự án sắp tới thì sẽ luôn luôn có sự đồng hành của tất cả quý vị. Vừa rồi là nội dung câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay với cuộc trò chuyện với diễn viên Đinh Dương Lan Ngọc, và chương trình tiếp tục với một số thông tin sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay 21 tháng 8. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ô tô đến 7 chỗ, xe máy và xe thô sơ sẽ được lưu thông qua cầu Việt Trì cũ, các phương tiện khác vẫn phải lưu thông qua cầu Hạc Trì. Công trình cầu Hạc Trì được đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2015 nhằm chuyển hướng phương tiện không lưu thông qua cầu Việt Trì cũ đã xuống cấp và hư hỏng. Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện thu phí qua cầu Hạc Trì, nhiều xe ô tô vẫn cố tình qua cầu Việt Trì cũ để trốn phí, mặc dù cầu Việt Trì cũ đã được đặt biển cấm và thường xuyên có cảnh sát hướng dẫn phân luồng. Sau khi công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 ngày 15 tháng 8, các trường đại học chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 đã thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1. Thí sinh có thể nộp hồ sơ từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Trong đợt tuyển sinh bổ sung này, thí sinh được phép nộp hồ sơ xét tuyển vào tối đa 3 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành và không được thay đổi nguyện vọng khi đã nộp. Ngày hôm nay, chương trình diễu hành xe đạp chào đón sự kiện Việt Pride, lễ hội ủng hộ người đồng giới sẽ diễn ra tại Hà Nội. Trước đó, bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, tuần lễ Việt Pride Hà Nội 2016 đã diễn ra với nhiều sự kiện như chiếu phim, triển lãm, thảo luận, chiến dịch công sở bình đẳng. Bắt đầu từ năm 2012, Việt Pride Hà Nội đã trở thành một trong những sự kiện được chờ đón nhất trong năm của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ tại Việt Nam. Trong nửa thập kỷ qua, Việt Pride đã tạo ra đóng góp đáng kể cho những bước tiến quan trọng trong luật pháp cũng như trong đời sống xã hội của cộng đồng LGBT Việt Nam. Ngày hôm nay, triển lãm y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại triển lãm, nhiều sản phẩm công nghệ mới của các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có nền y học phát triển như Bỉ, Séc, Hàn Quốc, Pakistan, Bangladesh, Trung Quốc sẽ được trưng bày và giới thiệu. Trong khuôn khổ của triển lãm còn diễn ra nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, tư vấn dịch vụ chất lượng cao với nội dung thiết thực được cập nhật bởi các chuyên gia đến từ trong nước và quốc tế. Ngày hôm nay, gần 2.000 người sẽ cùng nhau tham gia đường chạy sắc màu tuổi trẻ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại quảng trường mùng 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Xung phong tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tạo phong trào và động viên thế hệ trẻ rèn luyện sức khỏe, đồng thời vận động nguồn lực ủng hộ các gia đình thanh niên xung phong, ra đảo thanh niên lập nghiệp, phát huy vai trò của thanh niên xung phong tham gia xây dựng và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.